Chuyển sang những ghi nhận từ huyện Đất Đỏ. Đoàn kiểm tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ về kết quả triển khai nghị quyết số 21 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, triển khai nghị quyết số 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ năm 2021 đến nay, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện các mô hình như liên kết tiêu thụ lúa, hoa, rau sạch và trứng thủy cầm trên địa bàn, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tại buổi làm việc về tình hình thực hiện nghị quyết số 21/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Đất Đỏ, các thành viên đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đại diện các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã thảo luận đóng góp ý kiến xung quanh việc liên kết giữa các hộ nông dân với công ty dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời trong triển khai mô hình sản xuất tiêu thụ lúa, việc đưa sản phẩm của nông dân lên sàn giao dịch thương mại điện tử, công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 21 đến người dân, việc bổ sung mô hình liên kết chế biến hải sản vào dự án, kế hoạch sắp tới.